Vâng, những mâu thuẫn như vừa rồi hay là những trách nhiệm trong cuộc sống hàng ngày thì khiến cho nhiều người bây giờ cảm thấy là sợ hôn nhân. Và với những phụ nữ muốn trở thành mẹ của một đứa bé xinh xắn và đáng yêu nhưng mà lại chẳng muốn kết hôn để phải chịu ràng buộc thì có lẽ nước Anh sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời. Bởi vì tại đây thì thông qua một ứng dụng khá độc đáo có tên là Order a Daddy, tạm dịch là chọn một người cha, thì bất kỳ phụ nữ nào cũng có thể chọn được cha cho con của mình từ một ngân hàng tinh trùng. Dù vậy thì ứng dụng này lại đang gây nhiều tranh cãi. Order a Daddy là ứng dụng mới vừa được ngân hàng tinh trùng London đưa ra, cho phép những phụ nữ Anh có thể lựa chọn một người hiến tặng tinh trùng theo như ý muốn. Khi truy cập vào ứng dụng điện thoại này thì người dùng có thể biết được những thông tin cá nhân của người hiến tặng tinh trùng như là cân nặng, chiều cao, tình trạng sức khỏe, thậm chí cả là sắc tộc, màu mắt, màu tóc. Đó là chưa kể tới hàng loạt các thông tin khác như là về học vấn hay là nghề nghiệp. Bên cạnh đó thì những phụ nữ tại Anh cũng có thể đăng lên trang chủ những tiêu chuẩn lựa chọn bố cho con của họ và chờ đợi thông tin gửi về khi có người phù hợp. Và để sử dụng ứng dụng khá độc đáo này thì mỗi khách hàng sẽ phải chi trả số tiền tương đương với khoảng 27 triệu đồng tiền Việt. Sau đó thì mẫu tinh trùng đặt hàng sẽ được gửi tới bệnh viện hỗ trợ sinh sản đã đăng ký để tiến hành thụ tinh. Tuy nhiên, ứng dụng Order a Daddy cũng đang vấp phải nhiều chỉ trích từ các nhà hoạt động nhân quyền bởi vì nhiều người cho rằng là ứng dụng này đang xem nhẹ thiên chức làm cha làm mẹ. London Sperm Bank different is that since we set it up, we have a catalogue of donors, and it means that families, they've got a great array of people to look at the donors themselves, and that will include whether they've got university degrees or whether they're good sportsmen, things.